Xin chào các bạn, đến video ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn mình nhổ cỏ cho đám rau thông rau dạ các bạn ạ. Rau dạ này thì mình dùng để nấu canh này, để làm thức khô này, thì nói chung là thứ để mình làm cho nó rất tiện lợi các bạn ạ. Thì rau dạ nó rất là quý.
các bạn để nhổ của cho luống rau dại.